chạm khẽ tim anh một chút thôi. Mai xa xôi. Em chạm hai tay sao cũng được, không bỏ tay ra từ em. Tới tức là em chỉ nắm, khi mà anh bước tới đây, khi mà anh bước tới đây em chỉ nắm tay anh thôi, xong anh sẽ kéo em vô. Chạm nhẹ vào đôi mắt, chạm nhẹ vào bờ vai, chạm nhẹ vào đôi môi, ngày mai xa anh rồi. Ok Trang, cứ lên này. Đây là cảnh quay vẫn còn đang hạnh phúc, vẫn còn đang yêu nhau, chưa có đến giai đoạn gây cấn cao trào, cho nên là cũng còn rất là thấm thiết. Chưa có sóng gió. Chưa có sóng gió. Đây là lần đầu gặp anh Nu mà em nghe nhạc anh Nu từ 8 năm về trước rồi. Nói chung em vẫn là một fan của anh Nu nên là hơi hồi. Lúc nào cũng vậy, những cảnh quay đầu tiên luôn là những cảnh quay mà nó hơi có những cái sự gượng gạo ở trong đó. Thấm dần đi, rồi cả hai sẽ bắt đầu hòa nhịp theo cái nhịp độ của cái câu chuyện nhiều hơn. Rồi lúc đó Nu nghĩ ra chắc sẽ dễ dàng hơn. Dạ. Về sau sẽ lầy hơn. Em có mệt không? Em có cần có người đóng thế em không mắc không? Em thích mắt cái đạo diễn này không? Mắt sâu nè, mắt được nè, vàng. Hay là mắt của anh quay phim nè? Tự nhiên này chúng ta là chuyện với mắt đàn ông thì mắt. Bài học mới biết chứ. Hồi trước có nghịch. Ảnh nó chưa lên nữa. Thì thích anh Nu từ rất lâu rồi. Nhưng mà không bao giờ nghĩ là có cơ hội được hợp tác cùng anh Nu. Thì đây là lần đầu tiên mà hai anh em gặp gỡ nhau. Thì cảm thấy anh Nu rất là dễ gần và rất là vui nữa. Vừa rồi vừa chụp được hai tấm hình. Với sản phẩm comeback lần này thì thật ra Nu đã mong đợi rất là nhiều và cũng rất là kỹ tính trong việc chọn lựa những bài hát cho mình. Nhưng mà lại một lần nữa Nu có thể quay lại với những hình ảnh soái ca, lãng tử của những bài hát ballad. Ca khúc Chạm khẽ tim anh một chút thôi lần này là một sáng tác của nhạc sĩ Phan Nhật Tuệ. Và Nu phải thu đi thu lại bài hát này trong vòng 2 tuần. Cứ thu xong về nghe thì lại cảm giác là mình lại không có ưng ý với lại những cái cách nhả chữ cũng như là những cái cách feeling với cái bài hát. Vì vậy cho nên là Nu có phải thu đi thu lại. Đó là trong những cái khó khăn. Và mỗi lần thu như vậy thì Nu cố gắng để mà Nu phải buồn nhất có thể, để mà Nu truyền tải hết được những cái cảm xúc của cái chính cái nhân vật ở trong cái câu chuyện lần này. Nu, với lại vô mấy cái hẹp hẹp hơn á, em cái bạn của em đừng có kiểu mà sao tao giữ luôn. Giữ thiệt mà. Quay trong một cái bối cảnh đó là một ngôi nhà, và cũng không hiểu tại sao trong lòng Sài Gòn lại có một ngôi nhà như vậy, mà cũng rất là cảm thấy rất là ngạc nhiên và khâm phục ekip làm phim có thể tìm một ngôi nhà như vậy. Bây giờ bắt đầu ngày quay thứ hai, ngày hôm nay diễn nội tâm rất là nhiều, vì vậy cho nên cái đấu tranh về nội tâm nó càng căng thẳng hơn cả về đấu tranh về thể xác đó. Và sẽ phải làm sao để mà khi mà khán giả, quý vị khán giả coi cái video clip này sẽ cảm nhận được cái nỗi đau cũng như là cảm nhận được cái phần nào cái sự hy sinh của tình yêu. Cho nhạc lớn lớn với lâu lâu xíu cho em ngắm cái rồi em muốn. Ok, anh rồi. Chạm nhẹ vào trí nhớ, chạm nhẹ vào cơn mơ, mình đã chạm khẽ vào nhau
những ngày ngây thơ. Bài hát có cái lời rất là hay, vậy cho nên là mình cũng muốn làm một cái MV nó có một cái nội dung thật là sâu sắc. Và lần này mình cũng thử diễn xuất nhiều hơn. Nuôi chỉ mong muốn rằng là qua cái MV này tất cả mọi người sẽ nhìn nhận, thấy được một nốt thật, có một nốt trầm, chứ không phải là chỉ là những nốt thăng, chỉ là những lúc mà luôn luôn sôi động, luôn luôn sôi nổi. Đâu đó Nuôi Quốc Thịnh vẫn có một nốt trầm, đâu đó Nuôi Quốc Thịnh vẫn có những cái cảm xúc của mình để đưa vào trong những cái sản phẩm của mình. Cuộc đời, thời gian xóa đi những ngày thơ, những điều vội vàng như trong giấc mơ, để lại những cơn đau vu vơ chẳng còn bất ngờ. Chôn, dạ, em đừng có ẩn tay cũng như giường nha, cái này phủi tay cũng chắc cũng đứt tay á. Ba, chết, đâu? Đây là lần đầu tiên Dung diễn cảnh như thế này. Mặc dù trước đấy thì có cảnh nóng rồi, nhưng mà cảnh như thế này thì chưa. Dung phải kháng cự sao cho nó giống thật. Mình phải diễn hình thể sao nhau mà cả hai đều là an toàn, không có bị đau, nhưng mà vẫn phải giống thật nhất có thể. Tóc chưa đủ xù. Này là nó túm đầu em, nó lạc đầu em lại liền á. Em con nhà giàu không có giỏ mà, không có giỏ mà. Nói gì vậy? Sao có thể túm đầu em đánh em được? Thử không? Hỗ trợ, hỗ trợ coi. Là tự thắng đi đâu. Ba, má chạy ơn. Đội chứ chuẩn bị đến một cảnh quay mà phải sử dụng tâm lý rất là nhiều. Người ta có câu là có thực thì mới giật được đạo, cho nên là bây giờ ăn để một lát nữa làm nằm bẹp ra đó, máu me sùm lên mặt, chứ bao giờ mà mình rơi vào tình trạng này hết. Cho nên là mong là một lát nữa sẽ diễn thật xuất thần nha. Nãy là ăn xong giờ mình uống, mình ăn xong rồi mình phải uống chứ, mình không thể ăn mà không uống, cũng không thể uống mà không ăn. Mình ăn xong rồi mình phải uống chứ, mình không thể ăn mà không uống, cũng không thể uống mà không ăn. Cho nên mình ăn xong là mình phải uống. Thiệt siro mới nước gì vậy? Siro. Nhưng mà siro không biết có giặt ra. Một là siro, hai là cái nước kho cá đó chị cũng biết nữa. Chàng trai trong cái video clip này bị mù, cho nên là mình không có rơi vào tình cảnh đó, cho nên mình không hiểu được vừa phải bồng cô gái vừa phải bị mù, cứ bồng đi bồng lại vậy thì rất là mệt. Và ở dưới đất toàn là miễn không, cho nên là thì rất là nguy hiểm. Những cảnh quay như thế này thì mình mới trải nghiệm được. Và cần một sự tập trung cao để có thể lấy tâm hồn của nhân vật này. Chính vì thế nên đây là một cảnh quay, một trong những cảnh quay khó nhất của Dung. Kỳ diệu. Có vẻ lần đầu tiên mà Nuôi thử thách bản thân mình nhiều với nội dung và kịch bản như lần này, trong cả khúc chạm khẽ tim anh một chút thôi. Và Nuôi nghĩ chắc không thể một mình Nuôi mà có thể làm nên tất cả những điều kỳ diệu đó, còn cần phải cả một cả ekip đằng sau lưng, Blue Productions and T Productions. Và mong rằng là không dám cầu mong gì nhiều, chỉ mong bài hát này sẽ trở thành một bài hát quốc dân, một bài hát mà tất cả mọi người đều có thể thuộc, tất cả mọi người đều có thể hát.